Đây đưa đây đưa cho mẹ nào. Hầu ơi. Rồi cầm quả bí. Đưa cho mẹ đi luộc rau nào con ơi. Nè, mang bí đây cho mẹ. Ôi dồi ôi, quả bí này nặng ghê cơ mà. Gọt nào, đi mẹ đi gọt để nấu nào. Hấu ơi, đưa đi mẹ còn phải đi luộc, ăn mới ăn được con. Đưa bí đây. Dầu ơi. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, thằng bé vất vả chưa. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, thương chưa. Nào nào, không mang quả bí đi đâu. Mang quả bí đi đâu. Ôi dồi ôi, quả bí nặng lắm con ơi. Thôi già đưa bí cho mẹ nào, đưa cho mẹ gọt mẹ phải luộc lên, hấu ơi. Mang lên nào. Mang quả bí, đưa quả bí cho mẹ. Đấy. Nào, đưa đây, đấy. Úi giời, thích quả bí. Chết cười. Úi giời ơi, vất vả thế nhỉ, thằng bé vất vả nhất nhà đấy. Úi giời ơi, vất vả chưa. Đấy, em nó giúp mẹ đấy, nhưng mà kể mà biết gọt thì tốt. Con ạ. À. Mang đây. Đâu, mang bí ra đây con. Không, đưa cho mẹ xin. Đưa mẹ xin quả bí. Ôi, đưa đây cho mẹ xin. Mẹ biết rồi, mẹ biết rồi, mẹ xin. Mẹ xin quả này. Đấy, không giả quả bí cơ. Khỏe ghê cơ. Quả bí nặng lắm con ạ. À. Hà mà cháu khỏe lắm cô chú ạ. Cháu mang chạy băng băng đi. Thế để mẹ luộc lên cho con ăn nhá. Đấy là quả bí đấy, không phải khúc xương đâu con ơi. Khúc xương con đây cơ. Đấy. Chạy nhung nhang cái quả bí kìa. Mỏi rồi đúng không? Rồi, đưa đây cho mẹ. Đưa cho mẹ, để cho mẹ đi gọt. Đấy. Thôi đi mẹ cho con quả bí vậy nhá. Cho con quả bí làm đồ chơi vậy nhá. Đấy, quá đáng chưa? Chưa cười gặp quả bí. Hôm nay dưa hấu có cái đồ chơi gì lạ đấy nhỉ? Sao đồ chơi của con mà lại to mà dài đấy nè à, dưa hấu. Đấy, cắn cái vỏ ra đấy. Nhằn nhằn cái vỏ. Ăn vỏ bí hả con? Thôi mẹ luộc lên cho con ăn nhá. Thôi mẹ luộc đấy. Nào thì con thử quăng lên xem nào. Cái này nó nặng lắm. Ôi dồi. Ôi con ơi con, mẹ sợ nó có cái có cái gì mà nó lại có cái nhựa mà nhỡ ngộ độc thì chết. Mẹ sợ lắm. Thôi mẹ luộc chín lên rồi con ăn nhá. Sợ chưa? Ăn bí sống nha. Đấy, hổ báo chưa? Hổ báo chưa? Nào đi mang quả bí ra sân cho mẹ nè, đi. Hấu, mang quả bí ra đây. Hấu ơi. Mang ra sân nào. Ôi đưa quả bí mang ra sân. Hôm nay lại có đạo cụ mới đây này. Ôi dồi ôi, cắn quả bí ăn. Thôi để mẹ đưa cho mẹ. Rồi ơi con mỉm cười thật đấy. Ôi dồi ôi. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Lăn quay quả bí rồi. Thôi ăn làm sao được. Rồi. Đấy. Đây này. Tung quả bí thôi, thôi 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 thôi. Không ăn được này đâu. Thôi nhá, đấy, cắn được làm đôi quả bí. Cười quá, thôi 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 con ạ. Để mẹ luộc lên ăn nhá. Mẹ luộc lên nấu cơm ăn nhá. Ừ.